Tập 1 Rap Việt mùa 4 đã chính thức được lên sóng. Ngày 21 tháng 9 tối qua, sau khi công chiếu từ khóa First Choice có lẽ được nhiều người quan tâm nhất. Trở lại mùa này, Trấn Thành vẫn giữ vững vai trò MC cứng quốc dân của chương trình, nhưng đã có sự hoán đổi nhẹ đến từ các ghế nóng. Suboy và Crick trở lại với vai trò huấn luyện viên. Big Daddy tiếp tục ngồi ghế huấn luyện viên ở mùa tiếp theo. Còn lại sau bao ngày im hơi thì chiếc ghế cuối cùng vẫn do Bizai đảm nhận. Sau bao ồn ào trước đó của anh ở thời gian qua, Thái VG, anh nhảy lên ngồi vào ghế giám khảo. Cùng với đó là khách mời đặc biệt ở vòng chinh phục lần này là S-Hero, một rapper người Thái Lan. Rất Ta Ti được bảo cực mạnh đến từ nhà đài khi anh vừa tham gia xong một chương trình đã rất hot thời gian qua, xong lại nhanh chóng nhảy tiếp với Rap Việt 4. Cùng ngồi ghế giám khảo thì mùa nay anh kiêm luôn cả ghế giám đốc âm nhạc của chương trình. Rap Việt 4 năm nay đã có nhiều thay đổi khi có thêm những bất ngờ mới, với khóa vàng và sự lựa chọn First Choice. Điều này dẫn đến nhiều pha lật mặt gay cấn khi mới chỉ tập một phát sóng. Khóa vàng được sử dụng dành cho huấn luyện viên nào gạt cần nhanh nhất, lựa chọn dành cho huấn luyện viên khác thì sẽ không được tranh luận hay sử dụng món vàng nữa. First Choice là lựa chọn đầu tiên, các huấn luyện viên được phép lựa chọn một người từ ở vòng casting và khóa vàng cùng với nón vàng sẽ bị vô hiệu hóa đối với màn tranh chấp thí sinh đó. Mở màn cho tập 1 là màn trình diễn đến từ các huấn luyện viên và khám khảo. No Limit là tên bài hát chủ đề của Rap Việt 4, nhưng ở lần này nhận nhiều đánh giá thấp so với các mùa còn lại. Nhiều khán giả sau khi nghe thì cho rằng không được bắt tai cuốn hút như trước, nhưng phần MV thì lại gây được ấn tượng khi có phần đầu tư hình ảnh hơn. Mở màn cho vòng chinh phục là Jamsi, trình diễn đầu tiên ở vòng chinh phục, ấn tượng đã nhận được 87% bình chọn từ khán giả và 4 đạp chọn đến từ các huấn luyện viên và được lựa chọn về với đội của huấn luyện viên DJ. Tiếp theo là thí sinh Tiêu Minh Phụng, ấn tượng khi mang vọng cổ kết hợp với rap, cũng đã nhận được 4 đạp chọn đến từ các huấn luyện viên, cùng với đó là 94% bình chọn từ khán giả về với đội của huấn luyện viên Karik. Dablo nhận được 88% bình chọn từ khán giả và 1 đạp chọn đến từ huấn luyện viên Karik sau phần trình diễn của mình. Tiếp theo là anh chàng rapper trẻ 17 tuổi, nhưng đáng tiếc Jindu đã bị loại từ vòng chinh phục khi không nhận được chọn nào đến từ các huấn luyện viên. 91% bình chọn đến từ khán giả, Seven Denied, người được mong chờ sẽ xuất hiện tại Rap Việt mùa này của nhiều người. Phần thi ấn tượng được giành giật đến từ các huấn luyện viên. Chung cuộc đã về với đội huấn luyện viên Big Daddy, dù có nón vàng và màn sử dụng khóa vàng đến từ BJ nhưng đều không thành công. Khi luật mới của chương trình năm nay, First Choice đã được Big sử dụng. Khép lại tập 1 là nữ thí sinh đầu tiên và cũng là duy nhất Saida, 94% bình chọn đến từ khán giả và 4 đạp chọn đến từ các huấn luyện viên. Cùng với đó là 2 nón vàng cũng được ném ra đến từ Big Daddy và Karik. Nhưng cuối cùng em gái đã về với đội của huấn luyện viên Suboy với luật mới lựa chọn First Choice đã sử dụng trước đó đến từ Suboy. Vậy nên đã rất may mắn cho những chiếc nón vàng đến từ các huấn luyện viên. Việc có thêm nhiều luật mới, cùng với đó sẽ là các khách mời đặc biệt ở mỗi vòng ở mùa 4 lần này, đã mang lại nhiều điều bất ngờ và thú vị đáng mong chờ ở những vòng tiếp theo. Các bạn có nhận định ra sao về tập 1 Rap Việt mùa 4 lần này? Hãy comment để lại ý kiến, bấm đăng ký kênh để xem thêm những video hay ho khác nữa nhé!